cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Phe Dân Chủ tấn công túi cà pháp viện, buộc thẩm phán Samuel Alito trước khỏi vụ án 6 tháng 1, hồng chạy tội cho Pelosi. Tài khoản giả mạo liên quan đến bầu cử Mỹ tăng đột biến trên nền tảng X Tỷ phú giàu nhất khối cử tri Israel tuyên bố ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, Hai thượng nghị sĩ đảng dân chủ yêu cầu chánh án Robert thúc bách thẩm phán Alito cáo tị khỏi các vụ án liên quan đến ông Trump. Yêu cầu này được đưa ra sau khi có thông tin là một lá cờ thứ hai liên quan đến những người ủng hộ ông Trump đã tung bay tại ngôi nhà bên bờ biển của ông Alito. Cụ thể vào ngày 26 tháng 5, hai thành viên đảng dân chủ cấp cao tại thượng viện đã gửi một lá thư cho chánh án John Roberts kêu gọi ông gây áp lực với thẩm phán tối cao pháp viện Samuel Alito khiến ông Alito cáo tị khỏi các vụ án liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 và vụ xâm phạm an ninh tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Thẩm phán Alito, một người có tư tưởng bảo tồn truyền thống, từ lâu đã là mục tiêu của đảng Dân Chủ. Nhưng những lời chỉ trích đối với hoạt động của ông tại Pháp viện đã gia tăng kể từ khi ông viết ý bản kiến đa số trong vụ tổ chức y tế phụ nữ Trump kiện Jackson năm 2022 theo đó lật ngược án lệ cho Kiện Quay và trả quyền đề ra quy định phá thai về các tiểu bang. Ngày càng nhiều người bên đảng Dân Chủ phàn nàn về thẩm phán Alito kể từ khi có các bản tin mới đây rằng một lá cờ Mỹ bị treo ngược bên ngoài tư gia của ông và một lá cờ Appeal to Heaven từ thời cách mạng Mỹ được dương lên tại tư gia bên bờ biển của ông. Lá cờ Mỹ treo ngược và lá cờ Appeal to Heaven đã được những người ủng hộ của tổng thống Donald Trump vay mượn sau vụ ngày 6 tháng 1 để làm biểu tượng cho phong trào Stop the Steals, hãy ngừng đánh cắp cuộc bầu cử để phản đối những bất thường mà họ cho rằng đã xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2020 cũng như phản đối việc Quốc hội ra quyết định chứng nhận Tổng thống Joe Biden đắc cử. Cựu Tổng thống Trump, một thành viên Đảng Cộng hòa và Tổng thống Biden, một thành viên Đảng Dân chủ, dự kiến sẽ so tài một lần nữa trong cuộc bầu cử sắp tới vào ngày 5 tháng 11. Đảng Dân chủ cho rằng những lần treo cờ này là bằng chứng cho thấy thẩm phán Alito, 74 tuổi, được cựu tổng thống đảng Cộng hòa Sir Tullivers bổ nhiệm năm 2006, không thể được tin cậy trong việc ra quyết định một cách khách quan. Bức thư mới từ Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Dick Durbin và Chủ tịch Tiểu bang Southern White House được đưa ra sau khi họ cáo buộc thẩm phán Alito có khuynh hướng ủng hộ ông Trump do sự xuất hiện của những lá cờ đó. Trong thư, họ kêu gọi chánh án Robert ngay lập tức thực hiện các bước thích hợp để bảo đảm rằng thẩm phán Alito sẽ tự cáo tị trong hai vụ án mà tối cao pháp viện hiện đang thụ lý có ảnh hưởng đến cựu tổng thống Trump. Tại Hạ viện Hoa Kỳ, 45 thành viên đảng Dân Chủ gần đây cũng đã gửi một bức thư gửi cho thẩm phán Alito yêu cầu ông cáo tị khỏi bất kỳ sự tham gia nào vào hai vụ án ông Trump kiện Hoa Kỳ, Fisher kiện Hoa Kỳ và bất kỳ vụ án nào khác có thể phát sinh từ các sự kiện ngày 6 tháng 1 hoặc cuộc bầu cử năm 2020. Vụ án miễn trừ truy tố của Tổng thống Trump được xét xử hôm 25 tháng 4 có liên quan đến câu hỏi liệu cựu tổng tư lệnh này có được hưởng quyền miễn truy tố đối với các hành động thiêu thẩm quyền đã thực hiện khi ông còn đơn chức hay không. Thẩm phán Alito đã thừa nhận rằng vợ ông đã treo ngược lá cờ Mỹ bên ngoài tư gia của họ ở Virginia trong một thời gian ngắn, 11 ngày sau vụ xâm phạm an ninh tại tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ. Thẩm phán cho biết Việc treo cờ không nhằm mục đích bình luận về chính trị quốc gia mà xuất phát từ một mâu thuẫn với hàng xóm. Rất lâu trước khi những người ủng hộ ông Trump dùng việc treo ngược lá cờ Mỹ sau ngày 6 tháng 1 để ủng hộ mục đích của họ, thì việc này đã được biết đến như một biểu tượng của sự khốn cùng hoặc như một hình thức phản đối. Hôm 22 tháng 5, The New York Times đã đưa tin về một vụ việc thứ hai về lá cờ hãng truyền thông này đã công bố những bức ảnh chụp lá cờ Appeal to Heaven tung bay tại tư gia bên bờ biển của thẩm phán Alito ở Long Beach Island, New Jersey vào mùa hè năm ngoái. Lá cờ này còn được gọi là lá cờ cây thông, có từ năm 1775 và đã được những người nổi loạn ngày 6 tháng 1 mang theo. Tại thời điểm bản tin này phát hành, thẩm phán Alito chưa đưa ra bình luận công khai nào về lá cờ tại ngôi nhà bên bờ biển của mình. Vào tháng 8 năm 2023, vào khoảng thời gian lá cờ được treo ở New Jersey, đơn kháng cáo vụ Victor kiện Hoa Kỳ đã được ghi vào hồ sơ tại tối cao pháp viện. Lá cờ Appeal to Heaven cũng được trình bày bên ngoài văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tại Capitol Hill. Một phát ngôn viên cho biết với tờ Times rằng ông Johnson luôn đánh giá cao lịch sử phong phú của lá cờ này vì nó được tướng George Washington sử dụng lần đầu trong chiến tranh cách mạng. Thưa quý vị, Đảng Dân Chủ đang thúc đẩy đạo luật, đạo đức, cáo tị và minh bạch tối cao pháp viện. Do Chủ tịch tiểu bang Thượng viện seden White House là một kẻ cực tả đề xướng, dự luật này của Đảng Dân Chủ nhằm làm suy yếu quyền hạn của tối cao pháp viện. Dự luật sẽ trao quyền cho một nhóm thẩm phán toàn cấp dưới điều tra các khiếu nại đối với các thẩm phán tối cao pháp viện và đưa ra các hành động kỷ luật. Nếu thật sự dự luật này được ký thành luật, thì thật sự rất nguy hiểm cho nền pháp quyền Hoa Kỳ. Hiện nay, ngoài tòa án tối cao ra, thì gần như tòa án nào trên Hoa Kỳ đều là tòa án tính tả do nhà nước ngầm và phe dân chủ kiểm soát. Đỉnh điểm là tại New York, vụ tiền biệt miệng thẩm phán Sommerton đã bất chấp tất cả để tống tù bằng được cựu tổng thống Trump. Đến nỗi giáo sư luật giỏi nhất Hoa Kỳ phải thốt lên rằng tòa án Hoa Kỳ đã trở nên một nát, thối rữa cho những mục đích chính trị đảng phái. Sommerton hắn ta đã bỏ qua tất cả bằng chứng lý luận để kết tội một cựu tổng thống. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 5 mới đây, hãng tin Reuters đưa tin, dựa trên báo cáo do một công ty công nghệ của Israel công bố rằng, trên nền tảng truyền thông xã hội X, trước đây gọi là Twitter, các tài khoản giả mạo liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang gia tăng. Theo các bài đăng trên nền tảng X trong vòng 2 tháng kể từ ngày 1 tháng 3, các nhà phân tích từ công ty an ninh mạng Siabra của Israel nhận thấy trong số các tài khoản X khen ngợi hay chỉ trích hai ứng cử viên tổng thống Mỹ năm 2024 là ông Trump và ông Biden đa số là tài khoản giả. Có tổng cộng 94.363 tài khoản ủng hộ ông Trump, trong đó có 12.391 tài khoản không xác thực được hoặc 13% là giả mạo. Trong khi có tổng cộng 10.065 tài khoản ủng hộ ông Biden, trong đó có 803 tài khoản không xác thực được hoặc 8% là giả mạo. Phân tích cũng cho thấy các tài khoản giả mới được phát hiện đã tăng gấp 10 lần trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4. Thông tin điều tra của Sierra không xác định được cá nhân hay nhóm đứng đằng sau sự gia tăng tài khoản giả trong năm bầu cử ở Hoa Kỳ. Ông Rafi Mendelssohn, phó chủ tịch Sierra, cho rằng hoạt động quy mô này là nhằm thay đổi quan điểm của mọi người và cho thấy những người đứng đằng sau nó có mục đích xấu xa. Công ty Sierra đã xem xét các bài đăng về hai ứng cử viên vào tháng 3 và tháng 4 bằng cách phân tích các thẻ phổ biến và xác định xem chúng là biểu hiện tích cực tiêu cực hay trung tính dựa trên nội dung của bài đăng. Ông Elements, ông chủ của X đã đăng bài viết trên X vào ngày 4 tháng 4 rằng, hệ thống đang loại bỏ các bot và các tài khoản giả mạo. Ông cũng cho biết, công ty sẽ truy tìm người chịu trách nhiệm và hành động chống lại những kẻ đứng đằng sau bằng toàn bộ sức mạnh của pháp luật. Các quan chức cấp cao của FBI hồi đầu tháng 5 đã cảnh báo rằng các đối thủ nước ngoài như Trung Quốc, Nga và Iran đang tăng cường nỗ lực nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Mỹ năm 2024 với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI. Quan chức này nhấn mạnh rằng Trung Quốc đặc biệt sẵn sàng mở rộng ảnh hưởng của mình bằng cách tạo ra các tài khoản mạng xã hội giả mạo để thúc đẩy các câu chuyện và dơ rắc sự chia rẽ. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 5 mới đây, tỷ phú Stephen Sussman, giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập của đại tập đoàn địa ốc Blackstone, cho biết rằng ông có ý định ủng hộ chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump mà ông nói là bỏ phiếu cho sự thay đổi. Ông xuất cho rằng điều mà ông gọi là sự trỗi dày mạnh mẽ của chủ nghĩa bài Do Thái ở Hoa Kỳ đã khiến ông tập trung vào hậu quả của các cuộc bầu cử sắp tới với mức độ khẩn cấp hơn. Mặc dù không đi sâu vào chi tiết cụ thể, nhưng Giám đốc điều hành Blackstone có thể đề cập đến một số cuộc biểu tình của phe cánh tả trên khắp các trường đại học của Hoa Kỳ và các nơi khác chống lại chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza sau vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas. Ông nói với nhiều hãng thông tấn hôm thứ Sáu, tôi có chung mối lo ngại với hầu hết người Mỹ rằng các chính sách kinh tế, chập cư và ngoại giao của chúng ta đang đưa đất nước đi sai hướng. Vì những lý do này, tôi dự định bỏ phiếu cho sự thay đổi và ủng hộ ông Donald Trump làm tổng thống. Ngoài ra, tôi sẽ ủng hộ các ứng cử viên thượng viện của đảng Cộng Hòa và các ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa trong ngoài cuộc bầu cử ở tất cả các cấp từ tiểu bang đến liên bang. Tỷ phú Squatman từng là người ủng hộ cựu tổng thống khi ông còn làm việc ở tòa Bạch Ốc. Nhưng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022, ông gợi ý rằng đảng Cộng Hòa nên tìm kiếm một thế hệ lãnh đạo mới và không ủng hộ một ứng cử viên sơ bộ của đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Vào thời điểm đó, ông cũng cho biết ông sẽ không ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của cựu tổng thống Trump. Trước đó, ông đã chỉ trích cựu tổng thống sau vụ xâm phạm tòa nhà quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, theo hồ sơ nộp cho Ủy ban Bầu cử Liên bang, ông Squatman lại là một trong số 10 nhà tài trợ hàng đầu trong cuộc bầu cử năm 2022. Tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống của ông Squatman được đưa ra hai ngày sau khi cựu thống đốc South Carolina Nikki Haley tuyên bố ủng hộ nỗ lực tranh cử của ông Trump. Blackstone là một trong những công ty địa ốc lớn nhất thế giới và là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào các thương vụ mua lại bằng đòn 7 trong 3 thập niên qua. Ông Scottman có tài sản khoảng 38 tỷ đô la tính đến tháng 5 năm 2024, theo ước tính từ tạp chí Forbes. Điều này giúp ông lọt vào danh sách 50 tỷ phú hàng đầu thế giới.